Này tao cũng thế này, tài khoản tao còn đúng 100.000 nên tao không biết tao sống kiểu gì luôn ấy, khỏi thật ấy. 100.000 mà mày cũng mang. 100.000 tao đưa mày ăn đi tẹt tè đúng không? Tí đâu. Được, ba bữa luôn. Ok, đi, đi. Nhanh nhanh nhanh, đứng dậy. 1.000 ăn cả tháng cơ. 100.000 ăn cả tháng ăn. Cảm ơn bạn. Xin chào các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hôm Nay Ăn Gì. Dạ vâng, tại sao chúng ta lại có mặt ở đây ngày hôm nay trong cái khung cảnh cũng gọi là hơi tối. Chiều hoàng hôn đưa xuống phai. Vâng, hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại Fujimart. Sau khung giờ 7 giờ tối thì sẽ được giảm giá rất là nhiều, nên mà mình quyết định đi kiểm chứng xem là đồ ăn có ngon hay không này, có rẻ hay không, cũng như là có chất lượng hay không. Còn bây giờ thì chúng mình cùng đi thôi. Đấy, những người nào mà quá nghèo như mình hoặc là kiểu dạng đang vào giai đoạn tiết kiệm thôi, tiền ấy. Thôi đi, hôm qua nó vừa mua hết 2 triệu tiền bill ở đây xong đó mọi người. Nghèo chưa? Mọi người ơi, hiện tại thì bọn mình đang ở trong cái khu đồ ăn sản xuất trong ngày. Đấy thì ở đây đã bắt đầu sale rồi và đây bây giờ là 6 rưỡi thì đã sale 20% nha mọi người. Đúng 9 giờ là sale 50%, còn khu từ 7 đến 8 giờ như là vẫn sẽ có thêm nhiều món hàng sale 20-30% nữa nha mọi người. Nhưng mà các bạn muốn mua được rẻ nhất là lúc 9 giờ tối. Ê, cái cơm gà chiên mắm tỏi ngon ăn rồi. 39 nữa sale 20% là còn bao nhiêu thì tự làm toán nhá. Bọn mình là cái này là cơm gà xào sốt Hồng Kông 41.000 sale 20%. Còn phần miếng thủy tinh đang có giá là 7.500 cho một lượng. Này, và phải lấy canh cho uống cho nó xuôi. Ừ, 5.000 ly, 2 cốc mới có nó 10.000. Cái thịt heo sốt Hàn Quốc này rất ngon đấy mọi người, nhưng mà chưa được sale. Chưa được sale rất là ngon luôn. Ui, mọi người có cái con cá to như này có 94.000 ý. Sale 20%. Ôi, cái spaghetti này hôm qua mọi người bảo rất là ngon, bọn mình cũng mua không, nha. Không phải rất ngon, bình thường. Ngon. Em cảm thấy là mình đang hơi đắm chìm ở khu vực này quá, có thể chuyển sang khu vực khác được không? Ngoài ra ở Fujimart thì sẽ có gà sốt chuông ngọt Hàn Quốc cũng rất ngon. Mặc dù chưa sale nhưng mình sẽ vẫn mua. Ok á, mình ơi. Mình ơi, ổn đâu? 100.000 thôi mình ơi. Đây anh mua cái 32.000 tiết kiệm. Không, tự chi mà. Tự chi. Cái khoản này không tự chi. Rồi. Ui này, chả mực này sale 30% này. Thôi, ai ăn chả mực má, thịt luộc này. Không. Sale 30%. Miễn ơi chữ ưng, các siêu thị Nhật Bản có một cái rất đặc trưng đó chính là sushi. Sushi ở đây đã được giảm 20% rồi. Ôi sao mình không mọi người ở đây còn có cả bánh giò, bánh tẻ cũng được giảm 20% nha. Rất nhiều loại bánh luôn. Ui, có mua này không? Thôi, đắt quá. Cái này có cả trứng cá hồi ấy nhưng mà không được sale. Nhưng mà 72.000 em ơi, cái lọ này có 35.000. Mình chi tiêu cân nhắc đi tí đâu không nhỉ? Sushi này khoảng tầm 8 giờ tối thì sẽ sale khoảng 60 một tiếng. Các hàng cá, hàng tươi cũng được giảm giá buổi tối nhá. Ê, tao như quảng cáo cho Fujimart ấy. Nhưng mà thực sự là mình rất là hay mua đồ ở đây. Ví dụ như là đây là hến được giảm 30% này. Tráng miệng nha mọi người nha. Tiêu chí của bọn mình ngày hôm nay đó là phải mua được 2 món ăn tối kiểu hoặc là ăn trưa và một món là sẽ là tráng miệng. Thì các bạn có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối đều ở Fujimart được. Chè cũng được giảm nhá. Chè cũng giảm 20% còn có 6.000 một cốc à. Wow, chè Bắc ngon. Chè Sứ Thái có 10.000 mà được giảm 50% là còn 5.000 một chai. Wow. 10.000 giảm 50% còn 5.000. Hay là thêm một chai nữa. Được giảm tận 50% đấy. Gì đấy? Xoài à? Dưa lưới cắt miếng. Bánh ngọt. Đây này, bánh ngọt giảm nhiều này, giảm sâu này. Ở đây giảm tận 50%. Đấy, đâu nắp đi cho dễ ăn. Anh không thích ăn bánh ngọt. Ok, xong nhá, đi tính tiền nhá. Ok, tính tiền thôi. Tiền hôm nay ăn gì? Không một đứa liên quan đến nhau luôn. Và bọn mình đã có tất cả những đồ ăn bọn mình chuẩn mua ở đây với mức giá rất là chấn động. Tôi xin công bố mức giá cuối cùng đó chính là 227.000. Thật ra thì đầu tiên là bọn mình sẽ chỉ định mua trong cái budget là 100.000 thôi. Nhưng mà thật sự là khi mà đứng ở cái quầy mà đồ ăn sẵn ấy thì cái đồ gì cũng muốn mua. Thế bọn mình quyết định là sẽ cho mọi người mỗi người cũng đổi content một chút. Thay vì 100 thì là 100.000 một người. Có 75.000 một người cho mọi người quá là hợp lý đi. Đây chúng ta có miếng thủy tinh thịt bò Hàn Quốc này 21.000. Cơm gà sốt Hồng Kông 32.800 đồng. Mì Ý xào bò có giá là 32.000 đồng. Cơm gà chiên mắm tỏi có giá là 31.000 đồng. Bánh mì mè đen có giá là 17.000 đồng. Gà sốt chua ngọt có giá là 32.000 đồng. 8.000 một cái cốc này. Rồi, ở trà sữa Thái là 5.000 một cốc. Chè ngô lạnh có giá là 10.000 một cốc. Ui rẻ ngang kiểu dạng như đi ăn công suất ý nhở. Đúng rồi, rất là hợp lý. Nào bây giờ mình sẽ bắt đầu chia phần ăn nhé. Fuji cũng là một địa điểm mà mình rất là hay tới để mà mua đồ ăn ấy. Đặc biệt là đồ ăn chín của nó, tại vì cảm giác là ở đấy đồ ăn làm rất là chỉn chu ấy. Cái số quay ngày hôm nay trông như kiểu bụng không đáy Fujimart ấy nhở. Fuji ơi hãy búc bọn em đi ạ. Ngon đấy chứ. Ngon đấy nhưng mà mỗi tội hơi nguội thôi. Bọn mình mặc dù đã quay lại rồi nhưng mà đợi quay lâu quá nguội mất. Cái phần miếng thủy tinh xào với thịt bò này của mình thì mình cảm thấy là với giá là
hai mấy ba chục nghìn ấy thì mình thấy rất là ok nha. Sợi miến mặc dù là để khá là lâu rồi nhưng mà nó cũng không bị vỡ quá này, không bị dính và rất là tơi, không bị cứng nha. Đặc biệt là phần thịt bò xào cực kỳ ngon luôn, rất là đậm đà, rất là thơm mùi tiêu. Mình thấy là phần này ok, có thể chấp nhận được, có thể ăn được. Mà cả là mình thấy nêm nếm cũng rất là vừa phải nhá. Các bạn có thể cho thêm xì dầu hoặc là không, mình thấy khá là vừa miệng rồi ấy. Mà rau các thứ nó vẫn có độ giòn, vừa phải, nó tươi ấy. Hôm qua em gái này là ăn cái món này rồi, ăn món này rồi. Rất là khen. Nên là hôm nay là phải gọi. Đúng rồi, phải gọi. Gọi xem là thử ăn. Ủa ơi, bình thường cơm này em thường hay cho một ít nước lên, xong rồi quay lại nó sẽ mềm hơn. Cái phần cơm của em rất là dễ ăn, nghĩa là mọi thứ nó nêm nếm nó, em thấy vừa khẩu vị của em. À, cũng ổn đấy. Dạ. Nhưng mà ý là bảo nó ra một cái vị đặc trưng nào đấy thì cũng không hoàn toàn giống như gà xào bình thường hơn đấy. Nhưng mà họ làm gà khá là tới, mặc dù cũng chỉ đơn giản là gà nạc bình thường thôi nhưng mà nó không khô. Đúng rồi. Nó không quá đậm sốt nhưng mà nó không bị khô đó. Nó rất là vừa phải, mình nghĩ là họ sẽ làm không đậm lắm để cho là hợp với khẩu vị của nhiều người ấy. Em thấy làm như vậy rất là ok luôn. Mà cái phần cơm là chỉ với giá là kiểu khoảng 30 nghìn này thôi mà ăn trưa hoặc ăn tối là đã thấy là đầy đủ rồi, là no luôn á. Mà cái sốt hồng cơm đấy sẽ thiên ngọt đó mọi người. Các bạn nào mà thích ăn ngọt thì rất là hợp, cực kỳ hợp luôn. Đấy, canh thịt băm này giống canh mẹ làm phết. Phiên bản nguội hơn một tí thôi. Nhưng mà cũng khá là giống canh mẹ làm nha. Mà thấy cái lượng thịt và lượng rau của nó không phải kiểu lèo tèo đâu. Được mà đúng không? Ui, ở một số nơi nó làm kiểu nhạt nhạt đấy. Nhưng họ làm khá là tới chứ. Mà cái số lượng thịt băm với cả số lượng rau cũng khá là nhiều nhá, nó đậm đà nhá. Ngon. Cái mì spaghetti này của mình thì mình ước là nó sẽ đậm sốt hơn một tí. Tại vì như khi mình trộn lên thì mọi người thấy nó cũng hơi khô khô rồi. Và cái sốt thì mình ước là nó sẽ chua, nó đậm vị mì Ý hơn ấy. Còn đây thì anh thấy nó chưa nổi bật lắm. Cái này thì mình ăn rất là nhiều lần rồi, mình rất là ưng và mình không hiểu tại sao là chiên mắm tỏi lại ăn với măng. Nhưng mà khi mà ăn thì mình thấy nó kết hợp nó cũng khá là ok ấy. Kiểu nó ổn ấy. Mà nhá mọi người, nhìn miếng gà này, nó rất là to, chứ không phải là kiểu bé xíu leo tèo đâu. Cơm của sốt này bị khô. Đúng rồi. Hay là do hôm nay là họ nấu hơi bị khô quá, tại vì Hà Phu bảo là hôm qua đi ăn cũng không bị khô lắm đâu. Em nghĩ là tùy từng hôm đấy. Mà thôi, tại vì giá cũng rẻ nên mình cũng không thể nào mà yêu cầu quá là gắt gao. Ok. Không được. Giá đồ ăn ở đây thì mình đánh giá là khá là rẻ nên bọn mình cũng không thể nào mà quá khắt khe về chất lượng được đồ ăn được, đúng không? Nếu mà ở cái mức gọi là ổn, đến tạm ổn là đã đạt chỉ tiêu rồi. Cái này ở đây thì mình nghĩ sẽ hợp với những bạn nào mà hay mua đồ ăn sẵn ấy. Tức là mua mấy cái món kiểu gà xào các thứ về xong ăn với cơm kiểu nhà tự nấu nồi cơm ăn ấy thì sẽ là ok hơn. Ở đây có cả cái thịt mà mình có giới thiệu cho các bạn ăn cũng ok lắm. Nam Cường nhá, lúc mà đứng ở cái quầy ăn đồ ăn đấy cứ bảo là phải mua gà này, gà này rất ngon. Ăn thử đi, ăn thử đi. Tại vì anh ăn nhiều thì anh thấy nó ngon rồi. Ăn thử đi. Đây rồi, để chúng tôi kiểm chứng thử. Ủi miếng gà to nha mọi người. Với cái này nhá, nhiều cái lúc nó sale 50% nó rẻ lắm. Mọi người mình toàn mua đến 5-6 hộp mình về mới ăn dần. Ok được mà đúng không? Cũng ok, với mình thì mình thấy nó hơi nhạt một tí xíu nhưng mà mình tổng quan thì cũng thấy ok á. Em không nghĩ là vị của nó sẽ... Như thế? Cái gà này mọi người, không khác gì gà mình đặt kiểu ở quán ra luôn ý. Thế cái vị nó y hệt luôn ý, nó không khác là bao đâu. Ngoại trừ cái việc là nhiều bột thôi nhưng còn tất cả mọi thứ thì mình đều ưng hết. Với cả là thực ra là mấy cái chỗ mà mình xuất hiện Nhật Bản như kiểu Yomo hay là Fuji ấy thì thấy làm đồ ăn sẵn rất chất lượng. Đúng rồi, ngon đấy nhở. Đây cái gà ngon đấy. Ngon thật mà, trời ơi mê lắm ấy. Mỗi tội nhiều bột thôi nhưng mà... Đúng, mỗi tội nhiều bột thôi. Gà cũng không quá khô nhá. Sốt rất là đậm đà, sốt nó sẽ là cái kiểu mà chua cay ấy. Chua cay Hàn Quốc, chua cay ngọt ấy. Xong hơi có mùi nước tương một xíu. Ê thì cái canh cũng mê, thật sự. Cái canh là mê nhất luôn. Canh mê, không hiểu luôn, quá ngon. Dạ vâng, bây giờ đã đến chuyên mục mình thích nhất của ngày hôm nay. Đó chính là chuyên mục tráng miệng. Thì bọn mình có nói ở đầu ấy, thì bọn mình có mua ra ở đây là trà sữa Thái nè, chè ngô này. Và cái này là không phải ở trong cái danh mục được giảm giá. Nhưng mà Nam Cường với mình vẫn là chấp nhiệm phải mua về. Đúng tại vì rồi. Là xem rất nhiều người ăn ớt chuông trái cây này và khen là ui ngon đấy. Thật chua quá. Đúng rồi, xong bảo là Hà Phu bảo là ăn roi ấy mà thì mình cũng tò mò. Thì mình được em Ngọc Ánh giới thiệu là cái bánh này ngon lắm, rất là ngon. Nhưng mà cái này là ngon. Đấy, nói chung là mình ăn thử một cái rồi thì mình xin được nói với các bạn là hương vị thì ngon nhưng ăn dai như cao su thật sự đấy các bạn nhỉ. Các bạn nhìn đi, nó đủ dai chưa? Xé mãi nó mới ra cái bánh đấy. Mình lên cơ luôn đấy, mình xé vào mình lên cơ nhưng mà hương vị ngon. Thế mà ăn thì các bạn nó sẽ thấy hương vị ngon á. Thôi nhưng mà đây là vụ chè gì? Chè bắp. Chè bắp và nó rất là nhiều nha mọi người nha.
so với giá là 12.000 thì nó rất là nhiều nha. Mình là một cái đứa mà anti ớt chuông ấy, nhưng mà kiểu thấy rất là nhiều người kiểu dạng như là nghiện ớt chuông. Nghiện ớt chuông xong ăn kiểu dạng như snack ấy. Thế mình kiểu có khi nào nó ngon đến thế không, hay là chỉ mình là một đứa rất là khó chịu thôi. Bây giờ mình sẽ thử. Nó vẫn thích mày ạ. Mày ăn đồ ăn mày phải biết là trân trọng. Mày phải ăn với một cái phong thái là mình biết ơn những bác nông dân đã làm ra món ớt chuông này. Mình trân trọng mọi thứ, mình trân trọng cuộc đời vì ngày hôm nay mình được ăn ớt chuông. Trân trọng hôm nay anh gì đã cho mình đi quay số này để mình được ăn thử ớt chuông. Ngon, rất ngọt luôn. Anh thì đắng không? Không ấy. Không biết nữa. Em không biết em có thích hay không nữa. Đây cũng ngọt. Không, mình nghĩ là ớt chuông này nó sẽ giống như kiểu hành với lại sầu riêng ấy. Người ăn được thì thấy sầu riêng rất thơm, rất ngon. Người không ăn được thì chỉ thấy một mùi rất là khó chịu. Ừ. Cái mùi nó rất là hăng. Ừ. Mùi nó rất là nồng. Đúng là nó có ngọt thật, nhưng mà nó không thể nào mà át đi được cái mùi hăng ấy. Nhưng mà phải nói thật một điều với mọi người là cái ớt hoa quả này có mùi ớt chuông hơn rất nhiều. Ừ. So với cái ớt to ấy. Ừ. Và một tip cho các bạn có thể ăn ớt chuông đó là các bạn nên để trong tủ lạnh khi mà nó lạnh rồi ấy. Hoặc là các bạn cứ cắt đôi nó ra, cắt từng miếng ra trước nha, để vào tủ lạnh làm lạnh thì nó sẽ bay bớt cái mùi ớt chuông rồi ăn cực kỳ ngon luôn. Vẫn ngon mà. Không phải fan. Hai tiếng mày chân ở Điện Biên về lấy. Không, mình thấy ngon, rất là ngon. Mê lắm. Mê, rất là ngon. Nói chung là vị hương vị ngọt, đậm đà, ăn rất là thanh cảnh. Buổi tối mà đang không biết ăn món gì thì nên mua một gói ớt chuông này ăn, xong rồi chấm với muối ớt, xong ăn với cơm. Mọi người biết vì sao lại có đoạn này không? Bởi vì Lâm Cường với lại là Luyến bảo là nếu mà ăn ngon thì là sẽ không phải trả tiền. Trung Vĩ, còn nếu mà ăn không ngon thì hai người này sẽ phải trả tiền. Đấy, tự trả tiền cái túi ớt chuông này. Như trông như chè bưởi nhỉ? Ngon. 7 điểm. Thế á? Tao thử. 7 điểm là cao đúng không? Tầm đấy rồi. Là khá là cao với một đồ ăn siêu thị mà. Nói chung là nó kiểu nhạt nhạt dễ ăn, thơm mùi bắp. Sao nó giống mà chè bắp ở trong mấy cái tiệc mà ăn là đám cưới nhỉ? Đúng rồi. Đấy, khá là ok đó. Nhưng mà em rất thích ăn những cái chè mà không có mùi chất bảo quản như này nhá. Chị hiểu cái cảm giác mà mua chè ở sâu cây xong kiểu mấy cái kiểu không ăn thử nó cứ có một cái mùi mà cái mùi hơi ngai ngái, kiểu mùi chất bảo quản để lâu ấy. Tổng kết lại bữa ăn ngày hôm nay đi. Thì anh thấy là vẫn rất là ok. Đúng. Vẫn rất là ok và anh phát hiện ra là canh rất ngon. Ờ. Mình chưa thử canh ở Fuji bao giờ nhưng đây là mình đầu tiên mình thử, mình thấy rất là hài lòng. Và sau mình sẽ mua 3 hũ canh đấy, xong mình về mình nấu bữa canh ở cái nhà ấy. Hôm nhà ấy. Mẹ chồng ưng luôn mà. Mình thì chắc là bọn mình đều thấy là nó rất là rẻ này. Ừ. Và đồ ăn cũng thật sự rất là ok với giá tiền, với mức giá. Ừ. Là nếu mà bạn nào mà kiểu sinh viên cuối tháng này, ABC này kia thì có thể đến ăn thử ở đây. Dạ vâng. Đó thì cũng giống như anh Nam Cường thì trong tất cả những cái món ăn ngày hôm nay thì nhưng mà mình không thể nào ngờ được là mình ấn tượng với món canh cải nhất. Tiếp theo đó là ớt chuông. Ớt chuông. Ngon đúng không? Anh nghĩ cả đời anh ăn ớt chuông thôi chứ anh không ăn mấy cái từ không healthy khác. Tôi ăn ớt chuông hoa quả rất là ngon. Và mình phải recommend mọi người hãy mua salad rong của Fuji, rất là ngon, rất là chất lượng. Và chắc là video này sẽ kết thúc tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì để bọn mình đạt 1 triệu subscriber nhé. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye.